Chiều nay, đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng bộ Cục Thuế thành phố để kiểm tra kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2023 tại đơn vị. Thời gian qua, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ luôn được Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục Thuế quan tâm, xây dựng được khối quan hệ gắn bó giữa Đảng bộ, tập thể lãnh đạo cơ quan, Ban chấp hành công đoàn, các đoàn thể và các cán bộ công chức, người lao động, tạo nên một tập thể đoàn kết thống nhất. Với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu được thể hiện rõ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng của cán bộ công chức về các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi ích nguyện vọng hợp pháp chính đáng, góp phần đấu tranh phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xây dựng cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng ghi nhận kết quả thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị. Việc thực hiện quy chế dân chủ đã tạo nên không khí dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ và nâng cao vai trò làm chủ, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm trong đội ngũ công chức, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính, Hội đồng Nhân dân thành phố giao, đảm bảo nguồn lực cho sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố mong muốn Cục Thuế tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, có các giải pháp khắc phục khó khăn hạn chế trong thời gian qua để công tác quy chế dân chủ thực sự phát huy tinh thần dân chủ trong tập thể đơn vị, tiếp thu các ý kiến góp ý của thành viên đoàn kiểm tra để hoàn chỉnh báo cáo.